là một ngày mới tuyệt vời nữa đây. Ngoài trừ giờ ăn trưa. Ba, ô trời ơi, ba làm con hết hồn mà. Chỗ bánh pizza này ba cần con đi giao giùm không vậy? Red, lần này làm ơn tập trung giao hàng nha. Ôi trời ơi ba ơi, con đã làm việc thì ba cứ yên tâm đi. À, con nói thiệt đó. Thống trị thế giới. Mỗi lần một cái pizza. Con đi về liền. Mỗi lần một cái thôi bạn ơi. Alo. Red, cậu ở đâu đó? Mình đang đi giao pizza đây. Còn cậu? Trời ơi, cậu không nghe gì hết hả? Hôm nay chúng ta có hẹn nhau ở bông bàn mà. Son, đưa cho mình. Chào Red, nhanh lên đi, tụi mình đang chờ cậu đó. Nói chuyện có đồ quá thạch đi. Red, nhanh lên đi. Cái đồ T-Rex quá thạch đó không có đồ ở đâu. Hả? Đồ T-Rex đó hả? Mình tới liền. Red, tăng tốc nào. À, ủa? Hả? Gì vậy? Đây là đâu vậy? Được rồi. Hả? Ông chờ đã. Nè, nè, thả tôi ra. Con cọp Destry. Nhà giam sao? Ủa? Hả? Khủng long đồ chơi biết bay sao? Wow, không ổn rồi. Xin chào. Chạy Rano hả? Saber sấm chớp. Và Tego địa cầu. Các chiến binh đại đồ. Cậu đang nắm chuông báo đại nội. Thứ bậc thầy đại nội. Là chuông báo sao? Cái này hả? Chính xác là vậy, thưa bậc thầy đại nội. Tuyệt vời quá đi. Dân mình là bậc thầy đại nội. Chúng ta sẽ thiết lập lại thế giới. Red, hành tinh đang gặp nguy hiểm. Có một thế lực đen tối mang tên Dark Nội. Dark Nội đã chiếm nhà của chúng ta rồi, hành tinh đại nội. Nghe đây, chúng ta phải hợp sức cùng nhau để cứu hành tinh này và để bảo vệ vũ trụ. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng kia rồi. Các cậu làm cho mình phấn khích quá đi. Ủa, gì vậy? Chuông báo thức hả? Mình nằm mơ sao? Chuông báo khẩn cấp, không. Ủa, wow, là cậu làm đó hả? Là một trong những đô lệ của Dark Nô. Hắn từng giống bọn mình, nhưng đã bị chiếm hữu bởi năng lực đen tối. Gì vậy? Tấm chắn của mình sẽ bảo vệ cậu khi chúng ta di chuyển tốc độ cao. Yeah, tuyệt vời. Quá ngầu luôn. Biết cỡi khủng long. Mấy cái bánh xe là tay cậu hả? Sao quả trứng nó giận dữ vậy? Hả? Emily, John, các cậu làm gì vậy? Ôi, Chip, coi thử đi, nhặt quả thạch đây có mặt cậu đó. Mình còn tưởng nó là tổ ong nữa. Nhưng mà nhìn thử đi. Wow. Nè, đó là gì vậy? Đồ chơi mới của mình. Nhìn kìa, một quả trứng. Wow. Cái đó là gì vậy? Cái đó là gì vậy? Greg, cậu làm gì đi chứ? Wow. Nè, đi mau, nguy hiểm lắm đó. Dạ, cậu chủ. Yes, mà
mau quay về với gà mẹ của nhà ngươi đi. Yes. Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Rex, tôi là bậc thầy Trino Barry. Barry anh, tôi là chủ nhân cũ của chuông báo Trino. Nếu sử dụng cái này, cậu có thể tập hợp biệt đội Trino. Không đời nào, cái này khó lắm. Tôi có cần giải toán không? Không cần phải sợ, tôi sẽ giúp cậu. Rex, tôi điều khiển được cậu rồi. Tyranno, Saber, Stego, hợp nhất. Dạ, thưa cậu chủ. Mức độ đâm, mau hợp nhất. Sẵn sàng, bắt đầu. Tyranno, siêu khủng, hợp nhất. Tập trung đi. Vậy mới nói làm vậy có đúng không? Cái đó là gì ạ? Mình mà sống sót thì hết chỗ nói. Chuẩn bị đi nào. Chuyển đổi. Dạ, hướng chủ nhân. Chuyển đổi. Sức mạnh nồng cốt Dino sẽ lên cực điểm bằng cách này. Nhìn kỹ nha Rex. Chuyển đổi. Đang kết nạp Saber. Saber chuyển đổi. Siêu năng lực của Saber là tốc độ. Tốc độ siêu phàm. Wow, ôi nguy hiểm thiệt. Nhưng mà rất tuyệt. Stego chuyển đổi. Đấm chắn Stego sẽ cản đòn tấn công. Đâm chắn năng lượng. Wow, sao không làm sớm hơn? Chuyển đổi Tyranno. Phải vậy chứ. Một đòn cuối cùng rồi. Ngọn lửa công lý. Cú đấm rực lửa. Khi một nô lệ Trino mất đi năng lực đen tối, chúng sẽ trở thành thẻ Trino, giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều tuyệt chiêu trong trận chiến. Cậu có thể dẫn dắt biệt đội Trino và đánh bại bóng tối. Rex, trách nhiệm bây giờ thuộc về cậu. Được rồi, mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Tôi là bậc thầy Trino mà. John, Emily, các cậu có thấy không? Mình vừa ở trong một bóng. Cậu ta được chọn vì sự trong sáng và cởi mở. Nhưng mà đôi khi cũng dễ bị sao nhãng. Cậu đã đúng, nhưng tôi rất tin tưởng ba cậu. Hãy dẫn lối cậu ấy theo chính nghĩa. Chủ nhân. Nè, anh bạn đó đâu rồi? Chủ nhân Barian đã đi rồi, bây giờ cậu phải nghe. Được rồi, anh ta bỏ lại tôi ở đây sao? Ha ha ha, Dino, người chết chắc rồi.
cho nên hôm nay con mới giao hàng trễ đó. Con trai à, thật quá tuyệt vời đi. Con đã đem xe hàng về cho ba. Họ có dịch vụ bảo vệ hả? Đây là lần đầu con làm được việc. Được rồi, đây sẽ là tên mới. Giao bánh Pizza Dino. Nghe cũng được chứ hả? Tuyệt vời. Ba, giờ chúng ta có đồng đội rồi. Thống trị thế giới. Một lần một cái pizza. Pizza cho tất cả mọi người. Chúng ta có nên lo lắng không vậy? Mình nghĩ họ thống trị thế giới có nghĩa là nhượng quyền. Bắt thầy Dino Rex đi thôi. Một tên bậc thầy mới sao? Không lâu lắm đâu. Tập 12, giao chiến Rex và Dino. Được rồi Brett, pizza xong rồi. Tuyệt vời. Ta-da. Sáng chế mới nhất của bà đó. Ăn đi. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú, thật là tuyệt quá. Mình không thể chờ được nữa. Mặn quá đi mất. Hả? Xin chào. Ông, tôi biết ông là ai rồi. Ông là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay. Wow. Cái này ngầu đó. Ít thấy ai có lắm nha. Nhưng tôi phải nói là mặc cái này chắc là hơi nóng hả? Kết thúc được rồi. Hey, chào anh. Tôi chỉ muốn chào mừng anh thôi. Thử bánh mới đi ha, có giao hàng nữa đó. Giao hàng sâu. Như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Đội giao hàng Dino. 1 phút 30 giây là có. Hey, ngay chúc thôi. Tôi rất là hân hạnh. Dạ, còn có một mẫu pizza mới tinh. Tôi đã chọn và chọn những nguyên liệu tốt nhất, cho nên cái này được gọi là pizza tuyển chọn đó. Ông ấy kỳ lạ thật đó. Cậu cũng thấy hả? Ta muốn đặt bánh pizza tuyển chọn của các ngươi vào ngay lập tức, bất thầy Dino Brett. Chúng ta gặp nhau rồi sao? Nhìn ông sao lạ quá vậy? Nhưng mà hòn đảo này ai cũng biết tới bậc thầy Dino Rex. Ta cho 30 phút. Trong vòng 30 phút giao tới chỗ núi lửa. Ngươi phải giao tận tay ta và ta sẽ chờ ở miệng núi lửa. Ta muốn xem kỹ năng giao hàng của ngươi ra sao, bất thầy Dino. Giao bánh trên đỉnh núi sao? Ông đúng là thích nóng thiệt đó. Được rồi, nếu giờ mày muốn vậy thì chúng ta cứ làm đi. Nếu trong vòng 30 phút mà không giao tới chỗ hẹn cho ta thì toàn bộ chỗ này sẽ biến thành bóng tối. Áo choàng để làm gì chứ? Không lẽ là Dracula? Hả? Nè anh, tôi cần tên của người đặt hàng trước khi giao. Người nhận là Dracula. Cảm ơn nha anh Dracula. 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 Sao hắn ta lại tới đây? Các ngươi biết cái gì? Em ta đã từng bỏ rơi Marion, giờ là ở đây giao bánh pizza. Xấu hổ. Các ngươi không xứng đáng là chiến binh Dino. Dino, Saber, Dino. Cẩn thận, là Dino đó. Hắn ta vô cùng nguy hiểm. Không thể tin được đó là Dino thiệt sao? Mau bình tĩnh đi. Ít ra bây giờ các ngươi không gặp nguy hiểm đâu. Tuy nhiên... Hả? Là gì vậy? Wow, không thể tin được. Wow. Xin chào. Chuyện gì vậy? Hả? Hả? Chào Dino. Mẹ ơi, là gì vậy? Không có biết nữa. Ta đã nói nếu không giao trong vòng 30 phút thì toàn bộ nơi này sẽ biến thành bóng tối. Và khi đó ta sẽ làm cho cả hành tinh này bị bao vây bởi năng lượng đen tối. Chúc may mắn.
Các cậu có sao không vậy? Các cậu xem thử đi, màn đêm đen tối kia đang dần xâm lấn trái đất đó. Ôi không xong thiệt rồi, nếu năng lượng đen tối từ con tàu của Đắc Nô xâm lấn vào khu vực trái đất thì tất cả những sinh vật trên đó sẽ biến thành nô lệ của hắn. Đây là cách mà tên Đắc Nô thu phục nô lệ đó. Ôi không, vậy làm sao bây giờ? Được rồi, đi thôi. Chờ đã. Nè, ba làm bánh pizza xong rồi, dùng nó để bảo vệ thế giới khỏi Đắc Nô đi. Dạ ba, pizza sẽ cứu lấy thế giới. Ừ, mau lên đi con. Hợp nhất cấp độ 5, dùng báo khởi động. Saber biến hình. Tụi mình tin các cậu. Đúng đó, cậu làm được mà. Yeah, chúng ta làm được mà. Red là chiến binh, cố lên. Bọn ta tới đây, Đắc Nô. Bọn mình tới nơi rồi, chỉ còn lên đỉnh núi. Cẩn thận nha Red, chắc chắn Đắc Nô sẽ chạy trò để mình đạt được mục đích của hắn ta đó. Phải rồi, tốc độ siêu vàng. Chưa giải trí tới rồi đây. Gì vậy? Mình biết mà, tên Đắc Nô hắn muốn cản đường cậu đó. Được rồi mọi người, chúng sẽ cùng lúc tấn công chúng ta. Mình nghĩ đã tới lúc chuyển đổi năng lượng. Tango rùa mai gai. Rùa mai gai biến hình. Hàng rào biến đá. Chuyển đổi Saber đại mơ chô đất. Sấm chớp đại bác. Ôi không, sắp hết thời gian rồi. Sẽ làm được mà. Tốc độ siêu vàng. Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn nữa sao? Quá vậy. Nghe đây, chúng ta sẽ làm được. Tấn công chúng đi. Nè Saber, không đủ thời gian đánh chúng đâu. Làm sao chúng ta tiếp cận được Đắc Nô? Phải có cách chứ. Phải. Red. Chúng ta không có cách nào để mà giúp họ. Nhanh kìa,
Năng lượng từ mấy chiếc thẻ đó đang tăng lên. Như vậy là sao chứ hả? Những người bãi khủng long cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Hình như họ đang muốn giúp đó. Các cậu, trước đi. Không thể tin được. Nhìn kìa, họ đang dọn đường cho chúng ta. Cảm ơn các cậu nha, đều nhờ có các cậu. Tốc độ siêu phàm. Giao hàng hoàn tất rồi, giữ lời hứa đi. Có gì vui hả? Ta phải công nhận người ngây thơ quá đi. Người nghĩ ta làm những chuyện này chỉ vì một cái pizza thôi sao? Là sao? Khai nói không sai chút nào. Người biết đó là gì không? Tên bất thầy đại đồ mới không thông minh rồi lắm. Tấn công. Tập 13, ăn pizza cùng các bạn. Tên bậc thầy đại đồ ngu ngốc, rồi ngươi sẽ phải thắng sức mạnh bóng tối. Không thể nào. Gì vậy? Khổng lồ bóng tối sao? Nhưng trước đó ông hứa rồi mà. Có sao? Quên mất rồi. Phải kết thúc chuyện này thôi. Biến hình Tyranno phun lửa. Thật là đáng thương. Chỉ vừa bắt đầu thôi. Hãy xem sức mạnh thật sự của ta đây. Không, không được rồi. Đây cổng lồ bóng tối mạnh quá, không đo lường được. Chúng ta cần nhận chiếc thẻ. Phải làm sao đây? John, sẵn sàng đi chứ? Đi đâu chứ? Đi đâu là sao chứ? Thì tới chỗ Red đó. Cậu vẫn thường nói bạn bè phải bên nhau mọi lúc mà. Nhìn đi, họ đang cần chúng ta. Đi mau đi. Hả? Tụi mình tới đây. Chạy nhanh lên đi. Có chuyện gì vậy hả? Dạ, là Red. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm mà. Đi đi chú ơi, cậu ấy cần chúng ta. Không được, chú phải ở đây làm bánh pizza. Sao? Sau khi Red cứu thế giới về, chắc chắn nó sẽ đói bụng lắm rồi. Chú tuyệt vời quá. Không gì quan trọng bằng bạn bè và không có gì tuyệt vời được ăn pizza cùng nhau. Sau khi quay về tụi con có thể ăn cùng nhau. Tuyệt vời! Tụi con sẽ về ngay thôi. Grace, bà tin ở con. Ta thật không hiểu nổi. Ngươi có thể sống một cuộc sống bình thường, tại sao lại trở thành bậc thầy đại nô và chịu những cảnh này? Bởi vì tôi muốn cùng bạn bè cứu trái đất. Đúng là một tên ngốc. Ngươi không thể đánh bại ta, cũng giống như bọn đại nô kia. Các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Hả? Đã rơi xuống kìa. Chưa. Cảm ơn em nha. Chưa. Nha, muốn giúp mình đi cứu trái không? Mau đi thôi. Bọn mình tới đây, Red.
Cái tên Bajon cũng từng nói tình bạn gì đó. Hắn nói bọn ta là bạn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tới cuối cùng hắn ta vẫn bỏ mặt bạn bè. Ngươi cũng vậy thôi. Ngươi chỉ lợi dụng bọn chúng. Không đúng, toàn là giả dối. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ đối xử với họ như vậy. Ngươi đã quên rồi hay sao? Ngươi lợi dụng nô lệ đai đồ thế nào? Cái gì? Các ngươi chỉ biết chạy theo con đường bọn chúng đã mở mà không hề nghĩ hậu quả sau đó sẽ là gì. Thừa nhận đi, vô tâm kia. Không, không, không. Ngươi, sau khi lợi dụng chúng thì bỏ mặt chúng. Tôi, làm vậy sao? Đừng nghe lời hắn nói. Đúng vậy, hắn nói dối đâu. Không đâu, là tại tôi. Cậu chủ. Người nói ngươi là bạn, khi chúng cần thì ngươi ở đâu? Mình không cứu các cậu, mình rất xin lỗi. Mình thua rồi. Sức mạnh đại nô. Cậu chủ. Ngươi không đáng trở thành một thầy đại nô. Chris cần chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy. Thời gian làm anh hùng tới lúc phải kết thúc rồi. John, Emily, mình xin lỗi vì đã không thể bảo vệ các cậu. Chris, tránh đường ra mau. Không đời nào, bạn bè sẽ có mặt lúc vui cũng như lúc buồn. Tốt hơn ông nên đi. Nghe đây, các nô lệ biệt đội tất cả một mình tình nguyện giúp cậu. Cậu không lợi dụng ai hết. Nhưng mà đúng đó, những lúc tụi mình cần nhất thì cậu đều xuất hiện. Chúng ta là bạn mà, tụi mình quan tâm cậu thiệt. Đừng tự trách bản thân nữa mà đứng lên đi Red. Emily, tôi nhảm gì đủ rồi đó. Trái đất là của ta. Đừng có nằm. Không được rồi, hắn đánh thức chuông báo sau. Là người hay máy thì đều là bạn của ta. Và tiếp cho ta sức mạnh. Được rồi, tôi sẽ chiến đấu vì các bạn của mình. Chuông báo khởi động. Tyranno biến hình. Dino đã được nâng cấp trời. Sức mạnh của họ thật khủng khiếp. Wow, thật tuyệt vời. Coi chúng ta ngầu chưa. Vũ trụ được cai quản bởi sức mạnh. Bên bạn của các ngươi chỉ vô dụng thôi. Ông sai rồi. Sức mạnh này có thể bảo vệ cho họ. Không thể nào đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả sức mạnh của ta đâu? Họ quay lại rồi. Tuyệt lắm. Nô lệ đây nô. Tấn công. Thế là sao? Một lũ vô dụng. Thì chân trời. Hãy cho ta sức mạnh. Ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng thôi. Hắn đang rút dần năng lực của các nô lệ để mà gia tăng sức mạnh cho mình. Kết bị làm sao vậy? Nô lệ Dino. Các cậu, chúng ta phải tập hợp sức mạnh. Oh,
thể trung sinh không? Khi bậc thầy Đại Nô và các chiến binh cùng hợp lại thành một, sẽ xuất hiện thẻ bài vô địch súng ngắn đại trung sinh. Cảm ơn chuông báo khởi động. Súng ngắn đại trung sinh biến hình. Giỏi lắm, Brad. Wow. Chúng ta đã cứu cả thế giới. Pizza đã giao xong. Rex, cậu đã chứng minh được cậu hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn nhiều lắm. Thống trị thế giới, mỗi lần một cái pizza. Rex, cậu làm được rồi. Nè các cậu, có thấy không? Chú chủ nhân Barion có nói có thể tin tưởng Rex, cậu ấy hoàn toàn xứng đáng là bất thầy. Yên tâm đi. Saber, cậu khóc hả? Gì? Ai thèm khóc hả? Cảm ơn các cậu nha. Cùng với nhau chúng ta bảo vệ hòn đảo Dino và hơn thế nữa.